Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe. Chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe Bật Lửa Đẹp. Hôm nay mang đến cho các anh một cái sản phẩm rất là mới mới nhất của năm 2020. Một mẫu đến từ nhãn hàng Zoro, được nhiều anh yêu thích, nhãn hàng rất là tuyệt vời. Có nhiều sản phẩm độc đáo, giá thành bình dân và chất lượng vượt trội. Hộp hai lớp như thường lệ rất là sang trọng, rất là thích hợp cho các anh làm quà tặng biểu sếp, bạn bè, đối tác, đồng nghiệp trong các dịp lễ quan trọng, những sự kiện đặc biệt ví dụ như sinh nhật chẳng hạn. Hộp bên trong giả da rất là sang trọng, sờ rất là thích luôn các anh ạ. Hộp chính hãng, sản phẩm chính hãng đến từ nhãn hàng Zoro. Ở đây thì là một chiếc bật lửa với kiểu dáng 506, kiểu dáng được yêu thích nhất của Zoro trong cái thời gian vừa qua. Và mẫu 506 thì có rất là nhiều cái mẫu hàng khác nhau với cái ngoại hình rất là độc đáo, biến hóa rất đẹp, rất thích. Đó là lý do mà mẫu hàng này lại có mã hàng là 506637. Thì mã hàng em có để trên góc trái màn hình, chính vì vậy khi gọi điện thoại đặt hàng, các anh vui lòng đọc đúng mã sản phẩm, bên em giao hàng đến nơi đúng theo yêu cầu của các anh để tránh giao nhầm, tránh làm mất thời gian của các anh. Ngoài ra thì các anh cũng có thể là truy cập website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là 506637 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm này, thông số kỹ thuật ở các góc cạnh khác nhau. Ngoài ra thì mình cũng xem được rất là nhiều màu sắc khác nhau ở trên website. Cái sản phẩm ở trên tay em cầm đấy là cái màu sắc màu vàng bụi, một trong những gam màu được yêu thích nhất trong cái thời gian vừa qua. Ở đây thì các anh có thể thấy là cái ô quan sát, một cái ô như thế này có vài cái xúc sắc rất là hay, rất là độc. Và cái kiểu dáng là cái kiểu dáng của 506 như các anh thường thấy và được rất là nhiều anh yêu thích. Em cũng xin lưu ý với các anh là sản phẩm được làm nguyên khối, chính vì vậy cầm ở trên tay rất là chắc chắn. Ở đây thì cũng có một cái buồng đốt để giúp các anh đi gió, bị gió thổi không tắt. Cơ chế đánh lửa thì tương tự như là bật lửa của Zippo, rất nhanh, rất nhạy và rất bền. Ở đây thì bật lửa xăng đá nguyên zin mới, em chưa châm xăng. Ở đây phần chụp bấc được thiết kế chụp thẳng vào phần bấc này, chính vì vậy là không bị hao xăng qua đường bấc, rất là an tâm trong quá trình sử dụng cũng như là trong quá trình di chuyển. Và đặc biệt nữa là nó kín xăng như thế này thì nó sẽ giúp các anh giữ được xăng nhiều hơn và châm được lâu hơn. Ngoài ra cái phần thò ra như thế này nó chụp luôn vào bánh xe, chúng như vậy mình đút trong túi quần cũng không bị quẹt nhầm, rất là an toàn luôn đấy. Một lần châm xăng đầy thì các anh cũng có thể là đánh lửa đến từ 5 đến 15 ngày tùy vào cách sử dụng của các anh. Ở đây thì cũng có một hai cái cổng, một cái cổng là để thay đá, các anh vặn ở bên này ra để thay đá này, và các anh cũng có thể vặn bên này ra để châm xăng. Cái cách châm xăng và cách sử dụng thì tương tự như bật lửa Zippo thôi, cực kỳ dễ và đơn giản. Anh nào mà chưa biết cách sử dụng thì các anh cứ xem hướng dẫn sử dụng ở trên kênh YouTube Ambe Bật Lửa Đẹp. Ngoài ra thì các anh cũng có thể gọi cho bên em theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để bên em hỗ trợ các anh. Được đúc kim loại nguyên khối, chính vì vậy cho độ bền rất là cao, thoải mái rơi va đập, và trừ khi là các anh đập nó thì nó mới có thể méo thôi, còn bình thường như thế này thì không thể nào làm méo một cái sản phẩm chắc chắn và bền như thế này được. Anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này, Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website. Để mà tiết kiệm thời gian thì các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.